like to eat. Eat, 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 eat. Hello, hello, Hải và Lê is back. Chuyến đi này mình nghĩ sẽ là một bước mới trong cuộc đời mình. Một chuyến đi theo đuổi ước mơ, thực hiện mục tiêu của tuổi thanh xuân. Cụ thể là mình sẽ đi phỏng vấn xin việc. Việc gì thì mọi người xem là sẽ biết nhá. Xin chào Nha Trang. Mình tới Nha Trang là khoảng 7:30-8 giờ tối. Xong vội về khách sạn để check in vì muộn quá rồi. Xong là phải đi mua tạm xôi để ăn. Tầm 9 giờ tối thì mình cũng không biết ăn gì nữa. Lúc đấy cũng thèm xôi nữa cơ. Hơi buồn một tí thì xôi hơi mặn. Mình tính đến sớm hơn một ngày làm quen với địa điểm phỏng vấn để chuẩn bị cho đỡ bỡ ngỡ. Nên hôm nay mình sẽ đi lượn vòng vòng thành phố Nha Trang thăm thú. Mình đến một mình nhưng không có nghĩa là mình đi chơi một mình. Đến đây mình quen được mấy chị từ Sài Gòn hôm sau thi chung. Mình cũng quen được nhỏ em người gốc Nha Trang nên nhờ nó dẫn đoàn luôn. Wow. Thực sự là rất là mê Nha Trang luôn, đặc biệt là cảnh biển, nước xanh đẹp mê ly luôn mọi người ạ. Có gì biển nào của Việt Nam cũng đẹp như vậy. Bắt được một đám mây cầu vồng này. Hy vọng là ngày mai chúng ta đều sẽ có kết quả tốt. Ngày phỏng vấn thì mình đã phải dậy chuẩn bị từ 4 giờ sáng tới 7 giờ mới tranh thủ ăn sáng rồi tới chỗ thi. Thực sự kiểu mình cũng chuẩn bị ok hết rồi, mình nghĩ là vậy. Mình cũng khá tự tin vào bản thân, tuy là hơi lo đoạn BMI tí thôi nhưng mà nghĩ là nếu mà qua BMI rồi mình sẽ nắm 80% thành công. Xong nhận kết quả buồn thiu. Tuy thất bại một tí nhưng mà gặp được những người chung chí hướng mình cũng đỡ buồn. Là thành viên của Hội Người Tích Cực Việt Nam, mình tin rằng khi duyên đủ, ắt sẽ biểu hiện. Hẹn công ty lần sau nhá, hứa sẽ chiến. Kiểu mình nghĩ là mình sẽ pass và ít nhất sẽ trụ lại lâu hơn nên mình đã book phòng thêm một ngày nữa. Ây. Nên thôi, lỡ ở lại rồi thì đi chơi cho đỡ buồn. Mình cũng đã cố gắng, buồn cũng chẳng làm được gì. Đã đến Nha Trang thì đi chơi cho bõ vậy. Ui thật kìa. Ăn được không? Ăn được. Em bắt đi. Em bắt đi. Bắt đi về nướng nè. Thì thương á. Em bỏ tay xuống ăn cắn không? Ôi cắn nó thiệt kìa. Ăn được không? Ăn được không? Nướng lên chắc được không? Chắc ăn được á. Cái con này em thích ăn cái gì à? Thì luôn. Mà cái con này ở ngoài bán là giờ mình cái câu này bán mà nó kinh nghiệm một kiếm. Thất xả cũng ngon mà. Thế giới lâm dịch đẹp. Đi xuống đi, đi xuống đi, con chỗ. Nào.
Cái gì cho sao nhìn giống con cá sấu? Cá sấu nào đây? Cũng không, cái bánh xe nó nhìn tưởng con cá sấu chứ. Bê cái lò chạy 8 mét. Đi tham quan viện hải dương học xong thì mình ghé qua chợ mua ít quà thì lại gặp hàng ốc. Không không một lon không ít, không ít đâu, nửa lon thôi. Ui, chồng mua nhẹ thôi. Thế là chúng mình lại có trải nghiệm vừa ăn ốc bên bờ biển vừa ngắm hoàng hôn. Vẫn còn thừa thời gian nên tụi mình lên sườn núi uống cà phê tám chuyện. Xong lại đi ăn bánh canh trước khi về nè. Chắc là may mắn, tàu delay thêm một tiếng để kiểu nhíu mình lại ở Nha Trang thêm lâu hơn nữa. Nhưng mà tôi phải về để khóc hu hu nữa, xong rồi còn chuẩn bị để lần sau chiến tiếp nữa chứ. Ôi, nước xanh thế. Thay vì 2 tiếng bay về Hà Nội thì mình chọn lênh đênh ở Nha Trang về để đổ lại được nguyên cái moment này nè. Quá sức tưởng tượng. Phải hết nuôi tàu rồi. Đầu mai đây mình nuôi đăng tiếp kìa. Chuyến đi lần này tuy hơi buồn nhiều chút nhưng thực sự rất là đáng nhớ. Được gặp các bạn, các chị, được thấy những cảnh đẹp là mình hạnh phúc rồi. Hẹn lần sau mình thắng lợi. Và hẹn mọi người vào video sau nhé. See ya.